Em chào anh em Đam Mê Mai Vàng. Thì hôm nay là ngày Chủ nhật đầu tháng 10 âm lịch nè. Thì trong cái lô mà tứ quý 6 cây mà em có đăng bán lên á, phôi tứ quý 6 cây đăng bán á, thì có một cây dáng bay như trong video á. Cây này á, thì nằm chung lô với 6 cây kia, nhưng mà em có bán để làm lại cái clip chuyển chậu ghép với lại vô cái cây phá thế cho anh em xem cho vui. Thì cái cây này á, chuyển vô cái lu này, cái khạp này. Khạp nước của mình bình thường nha anh em. Này cũng bị tóc rồi, nhưng mà mình sẽ sử dụng máy cắt phá nó ra cho nó đẹp, rồi nhét cái cây tứ quý này vô. Tứ quý dán bài này vô, sau đó là ghép vỏ xoắn. Để cho nó rủ xuống phong cách liệu rủ anh em. Dạ, như anh em nào mà xem kênh của em nhiều quá thì cái vỏ xoắn này á thì cũng đã thấy em quay rất là nhiều clip về nó rồi. Cây này em cũng đang chào bán. Thì phong cách liệu rủ này nè. Thì cây mai tứ quý đó thì em sẽ cho nó nằm nghiêng qua nữa. Sau đó nhét vô cái lu, cho cái lu nằm ngang luôn, sau đó là ghép vỏ xoắn vô. Thì em sẽ quay cái quá trình làm cái lu, làm cái khạp đó đó. Mình mài ra cái khạp đó ra, sau đó thì chuyển cái cây mai tứ quý vô ghép, và sau này có thời gian thì em sẽ quay thành phẩm cho anh em xem. Vỏ xoắn thì bông nút nó cũng dễ đóng nút lắm anh em. Nói chung là vỏ xoắn này dễ chơi, anh em nào đam mê dòng quái thì vỏ xoắn là một lựa chọn không có tồi. Nó chỉ có cái yếu là nó dễ bị nấm hồng thôi, nhưng mà mình ở nhà mình có thời gian thì mình chăm chút thì nó cũng không đến nổi. Mà em thấy nó đóng nút khủng không? Thì em sẽ quay cái quá trình xử lý cái phôi tứ quý đó vô cái khạp cho nó nằm đổ hơn chút xíu và ghép vỏ xoắn. Thì nếu mà anh em thấy cái kênh em thú vị á thì đăng ký kênh ủng hộ em nha, em cảm ơn anh em rất là nhiều. Giờ phần đầu tiên á thì cắt dẹt cái phần đáy của cái khạp này đó anh em. Một á, lý do một á là làm lỗ thoát nước. Cái lý do thứ hai á là do cái khạp này á là nó thuộc dạng hình trụ chứ không phải giống như cái lu bình thường của mình. Để em để cái hình cái lu ở trên màn hình cho anh em dễ hình dung. Vì thế á, thì mình dẹt cái đáy này, mình để cái lu nó hơi nghiêng chút xíu, anh em thay xem làm là biết rồi. Để nó giảm bớt cái phần đơ đơ của cái khạp này, và mình phá cách chút xíu á thì cái tiểu cảnh của mình nó sẽ đẹp hơn nha anh em. Nói chung cắt máy này thì cũng dễ, anh em cẩn thận chút xíu là xong rồi. Và tiếp theo á, thì mình để cái khạp đó, nó hình dáng như vậy nè anh em, kiểu nó hơi nghiêng á, nó đỡ đi phần đơ của cái lu mà hình trụ. Thì mình tìm cái mặt bằng chút xíu để như vậy, rồi mình bắt đầu cắt chét cái phần miệng tạo hình là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là do cái cây tứ quý mà hồi nãy em quay ở đầu clip á, cái bầu của nó lớn hơn cái miệng lu này nha anh em, lớn hơn là khoảng 5 cm á. Thì mình cắt ra như vậy, thứ nhất là tạo hình, thứ hai á là nhét cái bầu của cây tứ quý vô mà mình hạn chế nhất cái phần phá rễ để cho cây sinh trưởng và phát triển nhanh. Chứ nếu mình phá rễ thì đem vô cũng được thôi, nhưng mà cây nó sẽ yếu hơn bình thường, mà cái khạp giữ nguyên á thì nó cũng không có đẹp lắm. Đó là lý do phải cắt tạo hình cái phần miệng nha anh em. Thì anh em xem cho vui thôi, thì cái quá trình này cũng tương đối đơn giản chứ không có gì phức tạp hết á. Sau khi cắt két xong á thì tùy theo hoa tai của mình, độ mình xiên á thì mình cắt ra các hoa văn mà đẹp hơn chút xíu. Mình có thời gian á thì mình mua đá mài, vì vậy mình mài cái miệng nó láng và nhiều hoa văn nó đẹp hơn nha anh em. Còn bên nhà vườn làm chơi cho vui á thì chỉ có như trong clip thôi. Thì cái quá trình này cũng lâu nhưng mà em quay nhanh cho anh em xem cho vui nha. Dạ thì thực sự thì cái khạp với cây tứ quý phôi á, trên hình đó anh em, thì giá trị nó cũng có nhiều quá đó, nhưng mà em cố ý em làm clip YouTube quay cho anh em xem giải trí nha anh em. Thì cái cây này á, là giá thị trường chắc khoảng anh em mua thì chừng 1 triệu mấy 2 triệu à, tầm gió quanh nó khoảng 22 thôi, 22 23. Nhưng mà nếu mà anh em mình á ở nhà mình có thời gian
thì mình xử lý lưu khạp rồi mình vô mình tạo dáng, mình đắp đá tiểu cảnh như trong hình đó. Ở trong hình là đá da vô nha anh em. Thì mình tạo ra một cái cây nó có giá trị hơn so với cái giá trị cây nếu mà mình để trong chậu mình nuôi cây bay bình thường. Thì anh em xem trên hình đó là hai anh em đang kê cái chậu vô nhưng mà nó bị cấn, cấn cái đá, tại vì cái đá này là dán để trồng cái cây khác. Nhưng mà dở ra, bây giờ mình để cái lưu vô thì nó hơi bị cấn. Do đó thì lấy cái đá mài cái phần cấn ra thôi anh em. Để cho cái lưu nó khớp vô đúng cái phần đá đó. Rồi sau này thì mình gắn thêm đá ở phần sau để cố định cái lưu. Là chơi như vậy thì mình ổn định lâu dài. Và tiện lợi mình không có dùng xi măng, mình dán cái lưu thì sau này mình lấy cái lưu ra, mình thay bằng cái lưu khác, hoặc là mình đem cái lưu sang một cái cây đá tiểu cảnh khác nó cũng phù hợp nha anh em. Nói chung là cái lưu có thể di chuyển được thì nó sau này á thì mình dễ thay đổi rồi mình này nọ, chứ mình nếu mình dán luôn cố định vô á thì sau này ra phải đập, nói chung là vừa cực công mà vừa không có đẹp được cái tiểu cảnh của mình nữa. Thì đây là em nó đang mài cái phần bị cấn nè. Nói chung là mấy phần này thì mình cẩn thận chút xíu, anh em nào có tay nghề thì hãy làm. Tại vì phần mài đá mài gốm nó cũng có nhiều cái tai nạn nha anh em. Nhưng anh em xem chơi cho vui thôi, nếu mà mình chưa có làm thì tốt nhất mình không có làm. Tại vì cũng có dễ xảy ra tai nạn bể dĩa rồi bể đá này nọ, nói chung là cũng hơi nguy hiểm nha anh em. Vì mày sắp tới sắp lui thì cái lưu nó cũng vô khớp đúng cái phần đá rồi, kê cái phần chân. Tại vì hết đá rồi, nếu không có đá thì mình dán vô cái phần đó thì mình giữ cái cố định cái lưu nó không có di chuyển nha anh em. Sau này thì mình đắp rêu cái phần đá thì cái cây nó sẽ đẹp hơn. Tiếp theo là xử lý cái bầu zin của cây tứ quý này. Anh em thấy trồng mới có 6 tháng mà nói chung là cây tứ quý mà nó đạt á, thì cái rễ cám của nó không thua gì cây mai vàng mà nếu mà trong cái quá trình sinh trưởng phát triển tốt nha anh em. Tại nhiều anh em nói là tứ quý nó vô chậu nó yếu hơn cái cây mai vàng của mình, thật sự không phải anh em. Cái cây trong hình nó là vô chậu là khoảng 6 tháng rưỡi rồi. Đến khoảng 7 tháng mà anh em thấy cái rễ cám không? Dở lên là toàn bộ là ra rễ cám không á. Thì cây tứ quý nếu mình chăm đạt thì nó cũng coi như mai vàng thôi. Anh em nào còn lăn tăn về bên cây mai tứ quý á, thì có thể mạnh dạn mình chơi. Thì tại vì như lúc đầu em nói là cái bầu của cây tứ quý này nó bự hơn cái lưu chút đỉnh, thành ra đem vô thì phải chỉnh cái bầu, chỉnh cái lưu, rồi cắt một số rễ mà nó dư thừa, nó không có đẹp mà nó cũng bị ảnh hưởng, nó cấn vô cái lưu anh em, nó làm cho cái cây mình không đúng vị trí. Thì quá trình này nó cũng tương đối lâu, thì hai anh em dần tới dần lui rồi tính toán, sau đó thì nó cũng khớp thôi. Thì thật sự là cái cây này là hàng bim bim, hàng giá trị không cao. Trong trường hợp mà cái phôi này 4-50 hoành và cái form của nó đúng chuẩn để làm cây bay, cây đắp tiểu cảnh thì sẽ mua cái lưu khác. Nói chung là tìm cái chậu, cái khay, cái lưu khác nó đúng với cái kích thước cái cây này nha anh em. Thì em nói như vậy là để anh em xem giải trí cho vui thôi, chứ đừng có trách bên em lý do tại sao ép nó quá như vậy. Do cái này làm cho vui giải trí chứ không có cố tình làm cho đẹp hoặc là kinh doanh cái cây này, thành ra anh em thông cảm. Nói chung là xem cho vui thôi. Cái phần này thì cái bầu nó lớn quá thì cắt ra để cho nó khớp vô cái phần cái khạp. Thì anh em làm thì cố gắng mình giữ cái bầu phần trong á, mình cắt phần ngoài nhưng phần trong bầu nó không bể, không đứt rễ cám nhiều. Thì khi mà mình chuyển chậu hoặc là mình trồng cái phôi mới như thế này thì cái cây phôi nó vẫn mạnh và sinh trưởng phát triển bình thường. Thì nếu mà vô cái khạp này khoảng 2 tuần thôi, 1 đến 2 tuần, nếu mà mình thấy kéo nhựa mạnh là đóng ghép luôn được nha anh em. Thực tế là anh em xem mà lúc mà rút cái bầu ra thì cái cây tứ quý này nó rất là khỏe. Cây thì thuần chậu 6 tháng rồi mà rất là sung, hồi nãy bộ tàn anh em cũng thấy á. Do đó thì vô chợ, vô cái khạp này cây nó mạnh mạnh kéo liền sẹo là mình đóng bo vô cũng ok nha anh em. Không cần phải đợi thời gian là 1-2 tháng, 2-3 tháng như một số cái phôi mà mới phá bầu đất nuôi trong chậu. Cái đó là cũng tùy theo cái nhà vườn làm nữa, nhưng mà bên em thì làm như vậy. Em có một cái lưu ý đối với anh em là cái khi mà mình trồng trong những cái mà không phải chậu mà mình chế, như cái khạp này á, mình trồng cây
mình phải lưu ý là cái bầu đất nó vô đúng khớp. Ngoài ra thì làm như thế nào đó để cái chất chồng nó lan lỏi đến từng ngóc ngách của cái bầu đất nha anh em, cái bầu của cái cây, để tránh mà trường hợp mà cái phần chất chồng của mình nó bị bọng thì cái rễ cũ nó không có tiếp xúc được với chất chồng, mà gặp cái không khí nóng thì nó cháy rễ làm cái cây mình suy yếu. Nếu mà bị nhiều có thể là bỏ chi hoặc là cây bị suy luôn nha anh em. Thì nếu mà có chơi thì anh em lưu ý cái phần này. Thì giật tới giật lui rồi cái bầu nó đã vừa cái khạp, thì bắt đầu tiến tới là xoay cái cây để cái cây nó cân với lại cái khay cho nó không có bị lệch hướng anh em. Thì nói chung là mình cân theo cái mắt của mình, theo cái quan điểm thẩm mỹ mình, anh em tính toán đồ này nọ làm chơi cho vui, tại vì hôm nay chủ nhật cũng giải trí anh em. Thì sự cái cây này nhiều em đem lên clip chắc nhiều anh em chửi, tại đâu có giá trị gì đâu mà bài đặt đắp đá làm tiểu cảnh này nọ. Nhưng mà làm chơi cho vui thì nếu mà cây nào làm kinh tế thì khác, còn cây cho vui thì như thế này là rất là đẹp rồi anh em. Dạ, chất chồng anh em thì em nói lại là 50% cho chấu, 25% sơ dừa, 25% chấu sống. Thì cái chất chồng này em thấy là ở Sài Gòn cũng có nhiều anh em sử dụng, nó phù hợp với không khí ở Sài Gòn. Thì em hỏi rất là nhiều nhà vườn, em hỏi rất là nhiều anh em chê mai không có kinh doanh anh em, thì họ cũng sử dụng chất chồng tương tự như thế này, nhưng mà tỷ lệ có thể là khác nhau chút đỉnh, nhưng mà cũng phải có châu chấu sơ dừa và chấu sống nha anh em. Và đây là cái công đoạn mà làm chất chồng vô từng cái vị trí ở trong rễ nè anh em. Có hai cái bước làm, một là xoay xoay như ông anh mới cho chất chồng nó làn xuống, hai là như ngày em áo đỏ đó, thì nó lấy cây nó sơi cái nó xâm cái đất, xâm cái chất chồng, cho chất chồng vô đến từng cái vị trí trong rễ để cái rễ nó tiếp xúc toàn bộ chất chồng, để tránh cái trường hợp mà rễ nó bị bọng á, bầu nó bị bọng, nó không có tiếp xúc với chất chồng thì bị cháy rễ thì cây nó suy yếu. Này thì nếu mà anh em trồng khoảng thời gian thì mình kỹ càng chút xíu là mình biết rồi, nó cũng đơn giản, nó mất thời gian chút xíu thôi chứ cũng không có là gì hết, nếu mà mình để chút xíu là được. Rồi tiếp theo thì mình cứ căn chỉnh cái cây theo đúng cái vị trí mà ban đầu đã tính toán, để cho cây nó cân lại với cái lu, cân với đá bên dưới là được nha anh em. Dạ, em cảm ơn anh em đã xem video của em. Nếu mà thấy video em vui, thú vị thì đăng ký kênh ủng hộ em. Mà ra vườn của em ở đường Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, có nhiều cây mai vàng giá từ 1 triệu mấy cho đến hàng trăm triệu. Nếu anh em nào có nhu cầu về mai vàng có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0938 934323. Em cảm ơn anh em đã xem clip rất là nhiều và hẹn anh em ở clip sau. Cảm ơn anh em và chào anh em.